Hôn lễ của người em út diễn ra rất vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc lẫn tiếng cười. Em không nói chuyện. Em muốn anh ra ngoài kia nói chuyện với em. Có chuyện quan trọng. Nói ở đây chúng nó dậy mất. Đi, đi lên. Sorry, em bảo không dậy. Đi ra ngoài nói chuyện cơ mà. Đi ra ngoài nói chuyện. Ôi. Mẹ anh sang nhà mình chưa ấm chỗ thì hôm nay đã đòi tiền trông cháu với em. Anh thấy như thế nào? Ở nhà khác nhá, người ta có cháu thì bố mẹ vô vập để đòi trông cháu giúp cho con cái. Còn nhà mình thì... Nào anh nghĩ sao? Thôi, thì bây giờ mẹ làm gì còn xu nào trong người đâu. Ôi, em lo thu xếp đưa cho bà một ít được. Chứ bây giờ mẹ chả có đồng cắc nào trong người cả, kệ cũng khó thật chứ phải đùa đâu. Mà lần trước em bảo định thuê người làm theo giờ còn gì nữa. Thì trước sau gì mình chả mất tiền. Em mất tiền cho chuyện đấy nhưng mà em nhẹ được một việc. Bởi vì cái người mà em trả tiền đến làm, người ta không có mặt nặng mày nhẹ, không có cắm cầu cầu nhau với em cả ngày như thế. Bây giờ nhà của mình anh nhìn đi, loạn lên như thế nào rồi. Đấy là còn chưa nói đến cái việc thêm người vào trong cái nhà mình á. Tiền gạo, tiền điện, tiền nước, tiền cơm, cái gì cũng tăng. Nhưng mà em chưa bao giờ em nói một câu nào với mẹ anh với chị của anh nhá. Thế mà mẹ của anh đến đòi tiền từng giờ từng phút cái tiền trông cháu. Anh thấy như thế có được không? Em nói thật với anh, sức chịu đựng của em cũng có hạn thôi. Bao nhiêu năm nay em làm, em e đầu e cổ ra em làm. Em kiếm tiền, em nuôi con để cho nó học hành cho tử tế. Xong rồi còn gì, trả nợ trả nần nữa, mệt lắm chứ. Bây giờ không chỉ là kinh tế khó khăn đâu, mà bây giờ đến cả thể chất, đến cả tinh thần, đến cả trí não của em nó cũng căng thẳng kiệt quệ cả. Anh hiểu không? Rồi chưa nói đến chuyện bà Thương nhá. Đến nhà mình chẳng giúp được cái việc gì cả, chỉ bày ra thôi. Còn mẹ của anh hở ra một tí bắt đầu măng nhức cầu nhau mỉa mai, tỉa tót em. Bây giờ em hỏi anh, sống như thế, em nên sống như thế nào? Bình tĩnh đi rồi anh, để anh tính. Anh tính như thế nào? Thì để mai anh đến anh hỏi xem anh em bạn bè em nó có công việc gì không thì anh làm thêm. Mà bí quá thì anh chạy xe ôm cũng làm sao đâu mà. Em nói thật là về lâu về dài không thể nào sống chung như thế được. Xa thơm gần thì thối. Bây giờ đã không hợp nhau thì chớ. Xong rồi nhét chung vào sống chung một chỗ. Kinh tế thì hạn hẹp, chắc chắn là không thể nào không tránh khỏi va chạm. Rồi bây giờ anh nhìn thử đi, một mình em, em có chống đỡ nổi cả mẹ anh với chị anh phối hợp với nhau hay không? Đức, em bảo cái nhà mà bố anh định thuê, anh đặt cọc đi, không sợ là bỏ không đâu. Đợi đấy, người ta chờ mình, có người đặt cọc rồi. Trời, thế bây giờ mình đi tìm nhà khác, xong rồi anh năn nỉ, người anh thuyết phục mẹ anh với chị anh dọn ra ngoài đi.